Để Đức Anh xem lại ha. Đã có 50 bạn rời khỏi phòng Zoom rồi, 50 bạn bỏ cuộc giữa chừng rồi. Vậy thì chúng ta còn lại 60 bạn, là 60 chiến binh đúng không ạ? Nhưng mà chiến binh này làm sao? Cô Dung đang nói. Ừ, cô Dung đang nói nhá. Và 50 bạn này đã không thể cưỡng, không thể dậy sớm được, bởi vì làm sao? Tối qua ngủ muộn. Thế thôi, đơn giản thế thôi đúng không? Chiến binh là gì nữa? Ý thứ hai. Một này, hai là gì? Chiến binh thì phải vượt qua thời gian biểu một ngày, tức là gì? Lập kế hoạch. Lập kế hoạch một trang giấy, ghi rõ ngủ mấy giờ, con dậy mấy giờ, con làm gì, con đã làm gì. Nhớ nha. Ừ. Nhớ nha. Rồi, hôm nay cô Dung chỉ thắp đốt cho chúng mình được hai ý thôi. Nếu xác định là chiến binh thì hãy nghiêm túc làm. Nếu chúng ta không xác định là một thứ gì đó, là một chiến binh hay là rèn luyện, tốt nhất chúng ta nên tắt tắt phòng Dung ngay lập tức và đi ngủ. Nha, như bạn Phạm Quang Nhật này, như bạn Kim Ngân này, như bạn Nguyễn Thị Ngọc Diệp này, như bạn Thư này, như bạn Hoàng Yến này. À, Hoàng Yến thì là yêu, thì Hoàng Yến là tắt cam rồi. Như bạn Ăn Khoa này, bạn Trang Tỉnh Thức này, bạn Nguyễn Thị Ngọc Anh này, bạn Gia Khánh này, bạn Hữu Quyền này, bạn Hà Vi này và bạn Hồng Loan này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tròn 10 bạn. À, bạn nhà bạn Đức Anh mất điện nhưng mà bạn Đức Anh vẫn ở phòng Zoom. Rất là tuyệt vời. Đó. Và cô cảm ơn các bạn và chúng ta hãy cùng những chiến binh hãy cùng rèn luyện nốt 7 ngày tiếp theo để chúng ta trọn vẹn trong hành trình, để chúng ta thực hiện thật thuần thục kỹ năng chú tâm liên tục, thực hiện thuần thục kỹ năng tự học. Muốn tự học thì phải có tự đọc, muốn tự đọc thì phải có cái sự tự chủ, độc lập thì mới có gì ạ? Bác Hồ nói là gì? Độc lập, tự do, hạnh phúc. Đúng rồi, Thành Nam. Gia Minh rất là tuyệt vời. Gia Minh comment phía dưới rất là hay. Ôi, hạnh phúc đúng không? Đúng rồi. Là trong cái cam kết. Bản cam kết. Ừ, đúng rồi ạ. Và bây giờ cô Dung sẽ chia phòng Zoom cho chúng ta. Những anh chị nào học cấp 2 thì chúng ta sẽ chưa. À, để cô Dung sẽ đóng các phòng Zoom, chúng mình sẽ chia phòng như sau nha. Nãy là cô Loan chia phòng là phòng mời học sinh tự động vào nhóm rồi, chứ không phải là phòng mà chọn phòng để vào nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ, các bạn học cấp 1 sẽ ở lại để học tập cùng với cô Thủy An. Và cô Thủy An sẽ cho chúng ta ôn luyện lại. Và nhắc nhớ chúng ta này, trong đầu chúng ta vẫn ngậm chặt răng lưỡi. Được chưa ạ? Ngậm nhẹ hai hàm răng, lưỡi đặt lên hàm răng phía trên. Lưỡi chạm vào hai hàm răng để chúng ta cảm nhận được cảm giác lưỡi chạm vào răng. Duy trì cảm giác này trong suốt buổi học. Được chưa ạ? Duy trì cảm giác này trong suốt buổi học nha. Rồi, còn 3, 2, 1. Rồi, các phòng đã đóng. Bây giờ cô Dung sẽ mở lại phòng. Chúng ta hãy cùng nhớ này.
Cô Loan lại mở phòng lại à? Sao không mở được các phòng nữa chị? Đợi cô Dung xíu nha. Đây này, chị nhấn vào đây này. Rồi, Để trong tạo khi phòng này. đợi cô Kim Dung thì các Rồi bạn ạ. chuẩn bị. Rồi. Dạ, phòng, dạ, xin lỗi cô Thủy An ạ. Phòng cấp 2 đã được mở rồi. Cô mời các bạn nhanh chóng di chuyển vào phòng cấp 2 nha. Nào, có mời có bạn Vinh Nguyên thôi, bạn Vinh thôi, Nguyễn Vinh tham dự thôi. Nên chúng mình cùng nhanh chóng di chuyển vào phòng cấp 2 với những anh chị nha. À, một số bạn. Rồi, chúng mình hãy cùng vào phòng cấp 2. Và nếu như mà có một số bạn mới hay là bị out vào thì nhờ cô Thủy An sẽ bảo các con vào phòng nha. Vâng. Rồi, cô Dung chào các bạn học sinh cấp 1 nha. Con chào cô Dung. Con được. Rồi, chào các đồng chí. Con chào cô. Chào cô. Con chào cô. Ok. Bây giờ là gọi các đồng chí này. Rồi, hôm qua là đâu rồi? Minh Tân đâu rồi? Minh Tân nghỉ học. Cô biết ngay. Hôm nay là mẹ Nhật Minh khai giảng K6 đúng không? Vâng. Rồi bây giờ cô Dung sẽ cho chúng mình cùng ôn luyện lại. Lúc nãy chúng ta vừa được cô Dung nhắc trong phòng chính đúng không ạ? Đây là hành trình mà rèn luyện và chúng mình có nhìn thấy. Đây là kết quả nha. Chúng ta cứ rèn luyện nghiêm túc và điền báo cáo đầy đủ thì kết quả ở phía sau chúng ta sẽ nhận lại được đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta có mong cầu kết quả không? Chúng ta có mong cầu kết quả không? À, chúng ta không mong cầu kết quả nhưng mà làm sao chúng ta hãy cố gắng từng ngày. Tặng các bạn một câu. Tận nhân lực, tròn trách nhiệm, không hệ lụy kết quả. Hay không? Đấy, hay không? Tận nhân lực là gì? Tận tụy cái nguồn lực của chính mình. Tròn trách nhiệm là gì? Là trách nhiệm của chúng ta trong độ tuổi này là cái gì? Là phải biết được. Nhá. Rất nhiều bạn cô Dung hỏi, vậy trách nhiệm của con là gì? Con không biết mặc dù học lớp 10. Nhà, nhớ nha. Nhưng mà cũng có rất nhiều bạn, trách nhiệm của con là gì? Học lớp 5 trả lời vanh vách được. Trách nhiệm của con là học tập thật tốt, là một người con ngoan, làm học trò tốt, làm người bạn tốt. Thế thôi. Đúng không? Trách nhiệm của một người học sinh, trách nhiệm của lứa tuổi, từng lứa tuổi là khác nhau. Nhớ nha, tặng các bạn một câu này. Ai có Facebook thì đăng lên Facebook để lan tỏa cái những cái câu nói hay cho người khác, cho bạn bè khác cùng học tập. Hay học cô Dung rất nhiều câu nói hay đúng không? Sưu tầm ha. Content ba góc ấy. Rồi, không hệ lụy kết quả là gì?
có khi mà chúng ta được các thầy cô giáo nghe câu này quen không nhỉ? Con cứ làm hết mọi khả năng của con đi. Đúng không? Con cứ làm hết mọi khả năng của con đi. Và kết quả thì con đừng buồn với kết quả đấy. Có quen không? Hay là cố gắng hết sức làm bài thi đi, đúng không? Hay cố gắng hết sức làm bài thi đi. Làm câu dễ trước, câu khó sau. Quen không? Ừ. Rồi, không hệ lụy kết quả là gì? Có rất là nhiều các em đi thi, kiểm tra 45 phút, kiểm tra một tiết hay là kiểm tra học kỳ. Nhưng các em rất là mong cầu kết quả, các em rất kỳ vọng kết quả. Và đến khi kết quả tốt thì làm sao? Thì vui. Nhưng kết quả không tốt thì làm sao? Thì về nhà khóc. Thì về nhà buồn. Đúng rồi, buồn, khóc. Có khi là giận, có khi là tức giận, có khi là mắng nhiếc, có khi là chửi bố mẹ. Chúng mới biết điều này không? Chán đời. Còn có một số các đồng chí đi thi đại học, trượt đại học, thì có những kết quả gì? Bởi vì quá mong cầu kết quả mà không cố gắng hết sức từng ngày một. Khi mà không cố gắng hết sức từng ngày một, hoặc là cố gắng hết sức từng ngày một như vậy, dồn tâm vào rồi nhưng mà đi thi đại học, trượt đại học, thì làm sao? Hệ lụy kết quả, dính mắc vào kết quả và sinh ra chán, buồn, chán đời. Và có thể làm sao? Có những trường hợp làm sao? Tự tử vì kết quả. Đúng rồi. Làm sao nữa? Tự hành hạ mình hoặc trầm cảm. Đó là tiến trình tâm lý bình thường của con người. Nếu như chúng ta biết, chúng ta học về tiến trình gì? Tiến trình thấy và tiến trình biết. Hãy ghi nhớ giúp cô Dung nha. Ghi nhớ nha. Nó là cái nền tảng, nó là cái vững bước để các con sau này lỡ may có kết quả thì chúng ta có làm sao? Không hệ lụy vào kết quả. Và chúng ta, nội lực của chúng ta tăng. Tức là gì? Cái quyền tự chủ của chúng ta tăng lên. Nhớ nha. Cái gì nữa? Cái điều mà chúng ta nỗ lực, chúng ta cố gắng từng ngày nhưng chúng ta không hệ lụy với kết quả đó thì chúng ta sẽ bình an. Gọi là gì? Ung dung trong ràng buộc. Đấy. Bình an trước sóng gió. Hãy bình an. Rồi, có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bạn chưa bật cam. Rồi, hãy bật cam nha. Đấy chưa? Và hôm qua cô Dung có đi gặp thầy Nguyên Tuệ ấy. Hôm qua cô Dung có đi gặp thầy Nguyên Tuệ. Thì thầy Nguyên Tuệ vẫn nhấn mạnh giúp cô Dung cái điều này. Và hôm nay cô Dung sẽ chia sẻ cho chúng mình. Hôm nay cô Dung sẽ chia sẻ cho chúng mình ngày hôm qua thầy Nguyên Tuệ dạy gì cho cô. Và thầy Nguyên Tuệ rất là hỏi các con nhé. Rất là quan tâm các con luôn. Thầy Nguyên Tuệ hỏi là thế cô Dung, nhờ cô Dung chia sẻ cái kết quả của học sinh lớp cô đấy, rèn luyện học tập như thế nào. Thấy thầy quan tâm không? Thầy rất quan tâm và đặc biệt là thầy nhất nhấn mạnh cái điều này. Mà một vị thầy giỏi như vậy, lớn như vậy, lại rất nhấn mạnh cái việc kỹ năng chú tâm liên tục. Thì liệu rằng chúng mình có xác quyết để rèn luyện cái kỹ năng này không? Hả? Gõ xuống chat cho cô. Nghe nào, bạn nào có ai mà có bạn chúng ta có cái sự lựa chọn đúng không? Bây giờ chúng ta lớn rồi, chúng ta có cái biết cái lựa chọn. Học cô này vui lắm hay học cô này giỏi lắm hay học cô này chẳng tốt đâu. Thì mình đừng có đi học. Chúng ta đã có cái tư duy đó rồi đúng không? Chúng ta đã có cái tư duy lựa chọn. Chúng ta đã biết thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là ba gốc, thế nào là ba độc. Đúng không ạ? Cái gì nên học, cái gì không nên học rồi. Và nếu như bạn nào chưa biết thì hãy cố gắng để biết ha. Ừ. Rồi. Và trong buổi ngày hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục
chúng ta vẫn tiếp tục rèn luyện. Chúng ta vẫn tiếp tục rèn luyện kỹ năng chú tâm liên tục bằng một video thứ hai của thầy. Nhưng mà video này chúng ta sẽ được xem phim. Chúng ta sẽ được xem phim. Xem phim gì? Xem phim với sự chú tâm. Nhớ nha, xem phim với sự chú tâm. Khi mà chúng ta rèn luyện cái kỹ năng này thì cô tin chắc chắn rằng là nếu như mẹ của chúng ta có khó chịu chúng ta thì chúng ta hãy trong đầu chúng ta khởi lên thấy. Thật sự luôn, khởi lên thấy. Âm thanh của mẹ phát ra thì chúng ta sẽ trong đầu chúng ta là thấy, cảm giác âm thanh. Khi chúng ta quay về, chúng ta cảm nhận được vừa lắng vừa nghe âm thanh của mẹ nói, của bố nói, nhưng mà chúng ta vừa cảm nhận được là cảm giác nơi răng lưỡi. Khi như vậy chúng ta sẽ không sinh ra cái gì? Không sinh ra thái độ thích, chán hay ghét của đối tượng đấy. Được chưa? Lát nữa cô Dung sẽ chia sẻ cho chúng mình cái tiến trình mà hôm qua thầy Nguyên Tuệ rất là nhắc đi nhắc lại. Đó là tại sao con người tử tế thì ít, bạo lực thì nhiều. Đúng không? Đấy, tặng các bạn một câu hỏi. Các bạn có thể đi hỏi tất cả mọi người, tất cả các thầy cô giáo mà chúng mình yêu quý, hoặc là hỏi bố mẹ xem mọi người trả lời như nào, hay mọi người có trả lời được hay không. Đây. Tại sao con người tử tế thì ít, bạo lực thì nhiều? Bạo lực là gì? Bạo lực không phải chỉ đơn thuần là đánh nhau bằng hành động, mà bạo lực ở đây là bạo lực bằng lời nói, bạo lực bằng thái độ, bằng ánh mắt, lườm nguyết. Đó là bạo lực. Bạo lực vào lời nói. Nhớ nha, hãy tự đặt câu hỏi, hãy tự trả lời câu hỏi này nhá. Tự trả lời câu hỏi này. Bài tập về nhà có câu hỏi này nha. Tại sao con người tử tế thì ít, bạo lực thì nhiều? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn luyện lại trong 2 tuần qua chúng ta đã học cái gì ha. Sau khi mà ôn luyện xong thì chúng ta sẽ có một cái video của thầy Nguyên Tuệ, thì chúng ta sẽ thực hành để chúng ta bớt buồn ngủ hơn. Ok. Trò chơi nha, trò chơi. Chúng mình chơi trò chơi nha. Trò chơi về việc là... Trời ơi, đâu rồi? Đấy, đây. Chúng mình có bao giờ chúng mình chơi trò chơi kéo búa bao không? Kéo búa bao ấy. Ê, ok, bây giờ chúng mình hãy cùng chơi trò chơi đấy nha. Nhìn trò chơi này, trò chơi trên Zoom. Ok. Rồi. Chúng mình nhìn thấy màn hình cô Dung chia sẻ chưa? Ok. Nghe thấy nhạc không? Nghe thấy nhạc không? Mở mic nói cho cô Dung nào. Nghe thấy nhạc không? Dạ có. Ok. Rồi. Bắt đầu ôn lại 2 tuần qua chúng mình đã học gì? Trò chơi kéo búa bao nha. Hãy cùng dùng tay của mình kéo búa bao. Cô Dung nhìn đến chúng mình đấy, cô Dung nhìn đến tay của chúng mình nên chúng mình hãy cùng dơ kéo búa bao lên ha. Không nhất thiết phải comment ở dưới vô chat đâu. Để xem nào, bạn nào đúng. Mở cam thì cô Dung mới nhìn thấy nhá. Kiến đạt này. Bắt đầu câu hỏi số 1 này. Cách chơi. Cách chơi đó là trò chơi sẽ có 10 câu hỏi trắc nghiệm. Để trả lời các câu hỏi này, các em hãy đưa ra ký hiệu kéo búa bao. Thì đáp án đúng mà các em tìm thấy được. Đấy, giờ trên camera. Ok, hiểu chưa? Dễ không? Rồi, tiếp tục này. Hỏi số 1 này. 3T, văn hóa đọc chuyện này của Mỹ Nhân học trong vòng bao nhiêu ngày? Đúng rồi, đáp án số kéo đó là 21 ngày, chính xác. Tiếp theo, lớp 3T dạy em học điều gì? Một, dạy em có văn hóa trong lớp học. Hai là dạy em cách đọc sách chú tâm và
đúng không? Ai xem là ai ai giờ bao không? Ai giờ bao là dỗi. Thôi. Ok, đúng rồi, là đấu. Là búa. Đây, là búa ha. Tiếp theo câu số 3. Ba kỹ năng mà em được học tại lớp 3 tư là gì? Ôn luyện ba kỹ năng ha. 1. Kỹ năng chú tâm, kỹ năng tự học, kỹ năng giải quyết vấn đề. Búa, kỹ năng tự học, kỹ năng đọc sách và kỹ năng làm việc. Bao, kỹ năng đọc sách, chú tâm, kỹ năng học và kỹ năng lao động. Ai? Ai? Hữu quyền dơ bao á? À? Ok. Rồi, kéo đúng không? Chính xác, hay quá, kéo. Rồi, tiếp theo. Đây là văn hóa gì? Văn hóa sự nghiêm túc, văn hóa im lặng trong giờ học, văn hóa nói chuyện riêng nho nhỏ. Kéo hay bao hay búa? À, nhiều kéo ha. Cái con bọc búa này chân nhi nè. Búa. Ôi trời ơi, đau lòng quá. Văn hóa gần sự nghiêm túc à, đúng không? Làm gì có văn hóa im lặng trong giờ học? Là gì? Là kéo đúng không ạ? Văn hóa của sự nghiêm túc đúng không? Sự tương tác, sự nghiêm túc này. Ok, một số bạn đang quen đã. Ok, và cái văn hóa này chúng mình áp dụng trong lớp học được không? Áp dụng trong học trên trường được không? Được nha, hãy dùng áp dụng trong trường nha. Hãy học những cái thứ gì trong 3T và sử dụng trên trường. Ok, rồi, em bắt đầu ngày mới bằng điều gì? 1. Bắt đầu bằng việc lập kế hoạch một trang giấy. Búa là đọc sách đọc bằng đọc sách mỗi ngày. Bao là bằng việc nhớ đến tích cực, ngậm chặt răng lưới, khởi lên thấy thấy. Kéo, búa, bao. Có bạn bao. Có bạn kéo. Hay quá. Có bạn kéo, có bạn kéo và có bạn bao. Ok, Đăng Khánh. Đăng Khánh đang bị mẹ nói à? Ơi, bắt đầu ngày mới của Đăng Khánh. Búa ơi. À là búa. Ok. Rồi, thả hoa cho chúng mình. Ba đáp án này đều là đáp án đúng. Đúng không? Để cô Dung thấy là à, chúng mình có bạn bắt đầu bằng một kế hoạch một trang giấy. Có bạn bắt đầu bằng đọc sách mỗi ngày. Có bạn bắt đầu bằng việc nhớ đến tích cực, chú tâm, ngậm chặt răng lưỡi và khởi lên thấy thấy. Ok. Câu 5. Một ngày bạn cần hoàn thành mấy thói quen xấu? Và đó là những thói quen nào? Đầu tiên là chúng ta sẽ rèn luyện 3 thói quen sống: sống tử tế, sống cống hiến, sống tỉnh thức. 5 thói quen sống: sống tử tế, sống tỉnh thức, sống trí tuệ. 3 thói quen sống: sống trí tuệ, sống tử tế và sống tỉnh thức. Kéo, búa, bao. Bạn nào tinh ý thì sẽ có trong kế hoạch trang giấy. À, có kéo này. Ừ, có Tiết Anh có kéo này. À, đa phần là bao. Ngọc Nghĩa là đấm à? À, Ngọc Nghĩa là búa à? Bao coi. Bao. Đạt là gì? Đạt là gì? Kéo búa hay bao? Bao thì giơ tay bao lên, tôi không thấy chứ. À, thế này thôi. Ok, đúng rồi, là bao nha. Bao thời gian sống. Sống trí tuệ là đọc sách mỗi ngày. Sống tử tế là làm việc thiện mỗi ngày. Và sống tỉnh thức là check in cảm xúc. Ok, câu 7. Có mấy bước đọc sách chú tâm và đúc kết như thế nào? 1. Có 4 bước đọc sách chú tâm. Đúc kết theo 3 quả xanh, vàng, đỏ. Búa là 3 bước đọc sách chú tâm. Đúc kết theo quả xanh vàng đỏ. 4 bước đọc sách chú tâm. Đọc 4 bước đọc sách chú tâm. Đúc kết theo cách thức tự do. Muốn viết gì thì viết. Kéo búa bao. Kéo búa hay bao? Trời ơi, có bạn nào chơi búa thì chắc là cô phải thực dầu 100 cái mới được.
Ok, có Khéo này. À, Bảo Ngọc có, Bảo Ngọc là bao. Thanh thì sao? Khánh thì sao? Đạt thì sao? À, Hữu Quyền là, Hữu Quyền là đấm à? Hữu Quyền là ba búa à? Ai mà giơ búa, chắc là cô Dũng sẽ thưởng rồng 100 cái, 200 cái đấy. Gì nhờ? Là bao. Hoặc là Kéo, cả hai đáp án đều được. À không, nhầm. À đúng rồi, Kéo hoặc bao. Kéo này là đọc sách chú tâm theo 3 bước, đúc kết theo 3 quả xanh vàng đỏ. Hoặc là đọc sách chú tâm, chúng ta muốn viết gì thì viết, tức là gì? Chúng ta có thể là vẽ sketch note, vẽ min map, đúc kết bằng ý hiểu, ý chính và đúc kết bằng bao gói xanh vàng ngoài đỏ ha. Ok chưa? Đây, câu 7 nhá, câu 8 này. Ba lợi thế chiến binh cách mạng Văn Hóa Đọc là gì? 1. Học tập suốt đời lấy sự học làm học tập suốt đời. 2. Lấy sự học làm sự nghiệp. 3. Trung thực đến tận cùng. 1. Học tập suốt đời lấy sự học làm sự nghiệp. 2. Phụng sự vô điều kiện để giúp người là giúp mình. 3. Trung thực đến tận cùng để hiểu mình để sửa mình. Bao là đọc sách và đúc kết, học tập suốt đời, phụ sự vô điều kiện. Ok, đều là búa đúng không? Rồi, rất chính xác. Tiếp, câu gần cuối, ba T là gì? Ai biết ba T là gì? Ba T là trí tuệ, tỉnh thức và tử tế. Ba T là trí tuệ, tập trung và tinh phấn. Ba T là tử tế, thân thiện và toàn tâm. Ba T là gì? Rồi, ba T là ba lối sống nhá. Ba T là ba lối sống, sống trí tuệ, sống tử tế và sống tỉnh thức. Đấy, nên là ba T là trí tuệ, tử tế, tỉnh thức. Ok, câu cuối cùng. Câu 10. Các bước để thực hành kỹ năng chú tâm liên tục là gì? Bước 1. Nhớ đếm ngậm chặt răng lưỡi. Đúng không? Ở đây không có 3 bước. À, ở đây không có kéo búa bao. Rồi, bước 2 là khởi lên từ thấy, thấy trong đầu khi làm mọi việc, chơi, đi, đứng, ăn, lao động. Bước 3 là duy trì trí nhớ tránh vừa làm mọi việc liên tục. Đó, rồi. Hãy nhớ các bước, 3 bước. Các bước để thực hành thử việc chú tâm nha. Rồi, hết rồi. Rồi, chúng mình đã ôn luyện lại những cái kiến thức, một chút kiến thức của ngày hôm của tuần trước. Chúng ta ôn luyện lại những cái kiến thức của hai tuần trước chúng ta được học, đúng không ạ? À, có bạn Chí viết này. À, bạn Chí đã trả lời được câu hỏi này. Cô Dung đọc câu hỏi, à, câu trả lời của bạn Chí nha. Vì họ cho rằng tử tế chẳng làm được gì cả, nhưng bạo lực thì mang lại cho họ cách trút giận lên người kha nào đó. Không cần quan tâm cảm xúc của họ mà chỉ cần quan tâm đến cảm xúc của mình. Con tử tế tuy tốt nhưng lại dễ bị bắt nạt, nên mọi người cho rằng bạo lực là tốt. Này, hay quá. Rồi, hãy tháo hoa cho bạn Chí Nguyễn nào. Tư duy khá là hay, có cho câu trả lời luôn. Như vậy là nãy không chơi trò chơi mà trả lời câu hỏi. Chán. Lại chán. Đúng không Chí? À, đồng chí ghi Chí kìa. Ơi, bây giờ cô Dung sẽ đến với buổi học ngày hôm nay. Trước khi đến với kỹ năng chú tâm liên tục, thì chúng bây giờ cô mời các bạn sẽ cùng xem video của thầy và chúng mình sẽ làm theo video của thầy nhé. Xem phim bằng chú tâm. Những phim của thầy lạ lắm. Cũng là xem phim nhưng mà phim nó đã lạ. Rồi, hãy cùng mở cam nha để cô Dung tắt bỏ những bạn nào mà không bật cam. Thì cô Dung sẽ tắt bỏ những bạn đấy. Đấy. Dung có một chế độ là tắt những người mà không bật cam. Rồi, chúng ta hãy cùng ngồi tư thế
bán già hoặc kết già, tay đan vào nhau. Rồi giơ giơ tay cô Dung xem là chúng mình đan tay đúng không. Đúng rồi. Phương Thảo cô Dung xem là Phương Thảo như chưa đúng lắm. Không phải, Phương Thảo đây này. Ba ngón này không 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 hai ngón út và áp út bên tay phải. Chỉ đan hai ba cái ngón này thôi, sáu ngón này thôi để đan này. Đấy, chỉ đan như này và nhìn này. Đó. Như thế này thôi. Không phải, Phương Thảo chưa đúng rồi. Bảo Ngọc đúng rồi này. Kim Ngân đan đi cô Dung xem. Đan như này làm gì? Đan như này để chúng ta thấy rõ cảm giác. Đúng rồi, Đạt đúng rồi. Nhật Minh chưa? Ok, Nhật Minh đúng rồi. Rồi Thảo làm lại cô Dung xem nào. Không phải. À ok, đúng rồi. Đợi, Thảo làm lại cô Dung xem. Ok, rồi. Ừ, đúng rồi. Thư có sẵn sàng làm việc là gì nhỉ? Ngồi rồi chúng ta cùng rèn luyện kỹ năng này không? À, ok. Rồi, cảm ơn Thư. Hãy mở cam đi. Trời ơi, cô Dung vừa mới nói cắt cam xong mà có 1, 2, 3, 4 bạn đã mở cam rồi. 4 bạn đã cắt cam rồi. Rồi, bây giờ cô Dung sẽ mở cho chúng mình video của thầy. Rồi chúng mình sẽ xem trong sự chú tâm nha. Rồi, cô Dung đã chuyển tư thế là ngồi bán già rồi. Chúng mình hãy ngồi bán già. Nhật Minh nha. Nhật Minh hãy ngồi chuyển tư thế ngồi bán già hoặc kiết già. Ngồi bán già thì dễ hơn. Ngồi bán già hoặc kiết già, tay đan vào nhau, lưng thẳng. Hãy thả lỏng vai một tí để vai đỡ bị gồng cứng. Thả lỏng như thế này. Đấy, thả lỏng vai này. Đó, ok. Rồi, để vai cho tự nhiên. Lưng thẳng tự nhiên. Đó, không còng như thế này này. Đấy, chúng ta không bẻ lưng, chúng ta ngồi thẳng tự nhiên. Thấy chưa? Bạn nào ngồi đang ngồi trên ghế, ngồi học thì hãy khoanh chân lên trên ghế, ngồi bán ra để ok hơn. Ok, rồi chúng ta hãy cùng trọn vẹn lắng nghe thầy hướng dẫn nha. Cô Dung sẽ không dừng lại, cô Dung sẽ không chen vào lời nói nữa. Và bây giờ hãy cùng vượt qua giới hạn của bản thân đó là gì? Đó là ngồi xem phim bằng sự chú tâm. Vượt qua giới hạn bản thân bằng cái gì? Vượt qua cơn buồn ngủ của mình nhá. Để xem chúng mình có buồn ngủ hay không. Rồi, mời các bạn xem nha. Cô Dung vừa xem thầy, cô Dung cũng có thể nhìn thấy các bạn được, nhìn thấy tất cả luôn đấy. Nên chúng ta sẽ nhìn hoạt động nào cô Dung nhìn thấy rõ luôn. Nên chúng ta hãy cùng nghiêm túc nha. Nghiêm túc. Thời gian này là thời gian rất là quý nhá. Rồi, mời các bạn. Đạt ơi, Đạt vào tư thế nha. Rồi, mời các bạn cùng xem. Bây giờ các con tiếp tục thực hành. Ở chỗ nào có ghế thì các con ngồi trên ghế. Chỗ nào mà không có ghế thì các con sẽ ngồi trên sàn. Và cái sự thực hành của các con là thực hành cái kỹ năng chú tâm liên tục nhưng mà không tập trung vào đối tượng nào cả. Và cái điều này nó đặc biệt quan trọng là phải nhớ đến ngậm chặt răng lưỡi. Cái chú tâm cảm giác đặt răng lưỡi nó đan xen với chú tâm mọi cái khác. Nhưng mà để thực hiện được cái chú tâm liên tục không tập trung thì cả con chỉ là thực hành để kinh nghiệm cái thấy thuần túy thôi. Cả con kinh nghiệm là nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, nếm thấy, xúc chạm thấy. Cả con là thực hành để kinh nghiệm được cái thấy thuần túy. Cái thấy mà không có suy nghĩ. Vì vậy là cả con chỉ nhớ đến ngầm chặt răng lưỡi. Rồi khởi lên là thấy, thấy. Và cả con là sẽ kinh nghiệm được cái thấy thuần túy. Thấy mà không suy nghĩ. Và khi mà kinh nghiệm được cái thấy thuần túy, thấy mà không suy nghĩ, thì cả con thấy rằng là rất là vui và thoải mái.
Bây giờ các con thực hành á, với hai giai đoạn. Cái giai đoạn đầu là mở mắt. Và đến khi nào mà thầy nói mở, nhắm mắt thì các con là nhắm mắt. Khi mà mở mắt á, các con sẽ là nhìn thấy hình ảnh, nghe thấy âm thanh. Nhưng mà các con kinh nghiệm là nhìn thấy, nghe thấy hình ảnh, âm thanh. Rồi là các con là thấy cái cảm giác răng lưỡi, rồi thấy cái cảm giác thở vô thở ra. Các con cứ để tự nhiên như vậy. Và kinh nghiệm là thấy mà không suy nghĩ. Thế thì bây giờ là cả con là bắt đầu nhớ đến ngầm chặt răng lợi, rồi khởi lên thấy thấy và hướng lên là màn ảnh.
Đấy, cả con dừng lại. À. Nhưng mà cả con vẫn nhớ, luôn luôn nhớ đến ngầm chặt răng lưỡi, rồi khởi lên là thấy, thấy. Thế cả con kinh nghiệm được, nếu như là cả con liên tục là nhớ đến ngầm chặt răng. Rồi, thầy đang nói kết quả. Bây giờ chúng mình cùng gõ xuống ô chat giúp cô Dung xem là trạng thái của chúng ta khi mà chúng ta vừa nãy chúng ta có khoảng 7 phút ngồi ngậm chặt răng lưỡi, nhớ đến ngậm chặt răng lưỡi và khởi lên thấy thấy. Kết quả của chúng ta là gì? Hãy cùng gõ xuống ô chat giúp cô Dung nha. Nói lên tất cả luôn. Quá trình mà chúng ta ngồi, chúng ta thực hành ra sao? Cảm giác của chúng ta như thế nào? Cảm nhận của chúng ta như thế nào? Đấy, trạng thái của chúng ta đạt được là gì? Gõ xuống ô chat nha. Bạn nào thực hành thì mới gõ nha. Còn bạn nào không thực hành thì thôi, không cần gõ. Chỉ cần gõ là con không thực hành. Thế thôi nha. Bạn nào thực hành thì mới gõ. Bạn nào không thực hành thì con gõ xuống. Cô ơi, con không thực hành. Thì gõ xuống cô ơi, con không thực hành nhá. Em đang thấy cái thầy nói mất hứng. Rồi Vinh gõ xuống kết quả xem nào, Vinh thực hành được những gì để xem nào, cô Dung sẽ xem là chúng mình thực hành ra sao với cái kỹ năng này. Bảo Ngọc mà em thấy hơi đau chân. Ok, Nhi Giang là bình yên và buồn ngủ. Trời ơi, này vượt sao vượt qua giới hạn bản thân đây. Rồi. Bảo Ngọc là hơi buồn ngủ. Hữu Quyền em thấy thoải mái về tịnh tâm. Con thấy nhỏi mỏi chân khi đi quyền. Rồi chúng mình duỗi chân nha. Khi thầy nói là chúng mình các con dừng lại thì mình duỗi chân ra nha, sẽ đỡ mỏi. Quang Nhật là yên tĩnh. Con chú ý được vào video nhạc chiêu mỏi chân. Quỳnh Anh là hay nhưng hơi đau lưng ạ. Con thấy thoải mái và thư giãn. Ngủ một phút và không biết gì. Vinh ngủ một phút vì là thoải mái. Chỉ là bình thường cho tới khi thầy nói. Em buồn ngủ, Nhật Minh em ngủ. Tiến đạt là thoải mái. Phương Thảo là hơi tê chân ạ. Say là trạng thái thoải mái. Tiết Anh nãy ngồi con thấy mình có vấn đề. Con không biết con có làm sai không, nhưng mà vẫn mà mỗi lần con khởi lên thấy thì con mới thở. Còn khi con ngưng thì chữ thấy dài ra thì con không thở được. Thoải mái, em hơi mệt. Ok, cô giải thích cái sự thực hành của bạn Tuyết nha. Bạn Tuyết có nói là nãy con ngồi thì con cũng thấy mình có vấn đề. Mỗi lần mà Tuyết Anh khởi lên là thấy thì có hơi thở. Còn khi mà không thì khi mà ngưng chữ thấy dài thì lại không có hơi thở. Đây là một cái sự bình thường. Cái đề bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì mình phải có cái kết quả này. Chúng ta phải duy trì liên tục này. Bây giờ này, cô sẽ ghi ra cái quá trình. Bạn nào thấy đúng cái quá trình này hãy gõ số 1 nha. Quá trình thực hành đúng. 1. Duy trì liên tục. Đã làm gì đâu mà gõ số 1. Nhật chưa? Duy trì liên tục. Đức Anh à, Đức Anh xem lại đoạn cuối nhá, nếu như mới đây anh có việc bận hoặc là bận đi học. Nhưng mà đoạn cuối là cực kỳ quan trọng á, nhá Đức Anh nhá. Được ao sớm nhưng mà Đức Anh lưu ý là xem lại cái video đoạn cuối này, bởi vì lát nữa cô Dung chia sẻ slide video đoạn cuối cực kỳ quan trọng đến kỹ năng này nhá Đức Anh nhá. Alo đồng chí Đức Anh. Ok. Rồi. Quá trình thực hành đúng này. 1 là duy trì liên tục. Cảm giác duy trì liên tục ngậm chặt răng lưỡi. Không để lưỡi rụng khỏi răng. Duy trì liên tục ngậm chặt răng lưỡi. 2. Khởi lên. Thấy bất kỳ hình ảnh nào
xuất hiện. Bất kỳ hơi thở nào xuất hiện. Bất kỳ cảm giác trên thân nào xuất hiện. Nha. Rồi cái bước 3 quan trọng là cái phần mục thứ 3 này là vừa tỉnh táo và vừa thấy trọn vẹn trước mặt những gì trước mặt ấy, và vừa thấy cảm giác răng lưỡi đan xen các cảm giác khác. Đây là quá trình thực hành đúng. Vậy bao nhiêu bạn thực hành quá trình này đúng? Lưu ý. Này, lưu ý này. Không buồn ngủ. Nhớ này, lưu ý không buồn ngủ. Không suy nghĩ bất cứ điều gì. Trong quá trình mà chúng ta thực hành đúng thì chúng ta sẽ không có điều này sau. Không buồn ngủ, không suy nghĩ bất cứ điều gì. Không khó chịu. Không lo lắng. Không phân vân. Thế thôi. Bây giờ gọi lại xem trong cái trạng thái vừa rồi chúng ta thực hành mà có suy nghĩ, có cái sự buồn ngủ, có cái sự khó chịu thì đó là chúng ta chưa thực hành liên tục. Còn nếu như chúng ta thực hành đúng nhưng mà vẫn có cái suy nghĩ chen vào, vẫn có cái sự buồn ngủ chen vào, nhưng chúng ta biết được cái điều đấy, nhưng biết được những lưu ý và thực hành tiếp thì chứng tỏ chúng ta thực hành đúng nhưng chưa liên tục. Rồi gõ lại kiểm tra lại kết quả nào. Chúng ta biết được những cái lưu ý, tức là chúng ta có suy nghĩ này, chúng ta có buồn ngủ này, nhưng mà chúng ta vẫn thực hành tiếp, chúng ta không bỏ cuộc, chúng ta vẫn thực hành tiếp, chúng ta vẫn trọn vẹn trong thời gian mà xem phim. Thì chúng ta thực hành đúng nhưng mà chưa liên tục thôi. Em buồn ngủ nhưng vẫn ngậm chặt răng lưỡi như thế. Đúng rồi. Tức là gì? Minh Tân là gì? Là ý số 1. Ý số 2 là gì? Thực hành đúng. Đúng rồi. Minh Tân thực hành đúng nhưng mà nó chưa liên tục. Nó chưa liên tục thì mới có sinh ra cái cảm giác chán. Là tâm si vận hành. Nhá. Đấy, Minh Tân thực hành đúng rồi nhưng mà chưa liên tục. Đấy chưa? Minh Tân hiểu chưa? Đó. Chứ không phải là thực hành sai nha. Chứ không phải thực hành sai. Các bạn khác thì sao? Các bạn khác thì sao nhỉ? Thực hành như thế nào nhỉ? Mình thực hành như thế nào nhỉ? Ai thực hành mà đúng nhưng mà chưa liên tục mà vẫn có cảm giác buồn ngủ, vẫn có cảm giác suy nghĩ, vẫn có cái sự khó chịu thì gõ số 2. Cô Dung à, là ai mà cảm thấy là con thực hành đúng nhưng mà con vẫn có cái sự suy nghĩ xen vào một chút, nhưng mà con vẫn có cái sự buồn ngủ một chút, nhưng mà con vẫn biết cái điều đấy, con biết rõ điều đấy, nhưng mà con vẫn thực hành là nhớ tới ngậm chặt răng lưỡi và khởi lên thấy. Nhớ thế. Chúng ta đang ở giai đoạn 2 đúng không? Rồi. Chúc mừng các bạn ha. Này, Thảo An cho chúng mình nào. Thảo An nhá. Rồi, chúng mình đã thực hành đúng. Còn nếu như bạn nào mà thực hành đúng rồi mà liên tục như vậy, chúc mừng các bạn luôn. Đấy, chúc mừng các bạn luôn là gì? Ok, Nhi Giang ao nhá. Nhi Giang nhớ xem lại đoạn cuối video. Rồi, đây là nội dung quan trọng số 2 mà cô Dung cho chúng mình nghe, mình xem. Thôi chứ ai. Ok, rồi, bạn nào mà thực hành đúng cái lưu ý. Rồi chúng mình ghi kẽ kết quả để cô Dung copy lại. Có bạn nào copy lại kết quả đi.
những cái điều này là cô Dung phải ghi lại, nếu không cô Dung sẽ bị quên đấy, bị quên đấy. Đấy, não bộ của chúng ta là vận hành. Bạn nào mà đọc cuốn cuốn gì mà liên quan đến não phải não trái ấy, quên rồi. Thì chúng mình thấy sự vận hành của não bộ, khi mà chúng bạn nào mà nghiên cứu sự vận hành của não bộ thì biết được ngay điểm mạnh của não bộ là gì, điểm yếu của não bộ là gì. Và khi mà biết điểm yếu rồi, chúng ta có khắc phục được không? Chắc chắn. Đấy, bạn nào đọc cuốn gì nhỉ? Cuốn quên tất nhiên rồi. Cái gì? Cân bằng hai bán cầu não phải não trái gì ấy. Thử search nha. À đúng rồi, giáo dục não phải. Bạn nào đọc cuốn giáo dục não phải thì chúng mình biết điểm mạnh và điểm yếu của não phải não trái, và khi như vậy thì chúng ta thấy nó ok lắm. Khi thực hành thì rất là cuốn giáo dục của não phải hoặc là bí ẩn của não phải nha. Tìm hiểu sự vận hành của não, bộ não kinh khủng luôn. Rồi, đây là tiến trình. Cô Dung trả lời câu hỏi nhá. Trả lời câu hỏi tại sao này. Mất cái đẹp rồi. Đây cái đẹp này. Đây này. Đẹp không? Rồi. Tại sao con người tử tế thì ít, bạo lực thì nhiều? Nhớ này. Trong môn giáo dục công dân không dạy đâu. Trong môn đạo đức cũng không dạy đâu. Nhật Minh ơi, Nhật Minh đứng lên nào. Nhật Minh uống ít nước, Nhật Minh. Nhật Minh. Ok, uống một cốc nước nha. Đó, Nhật Minh có thể đứng lên một chút. Mỏi chân thì Nhật Minh lại ngồi xuống, đứng lên nghe. Mỏi chân thì đừng, Nhật Minh ngồi xuống, Nhật Minh học. Rồi, 27 bạn. Tại sao con người tử tế thì ít, bạo lực thì nhiều? Bởi vì họ có tiến trình này. Họ có lộ trình tâm của họ, được gọi là lộ trình tâm bát tà đạo, xảy ra theo 4 giai đoạn. Chúng mình nghe thôi nha, chúng mình nghe không cần ghi chép. Mà bài tập về nhà là ghi chép cái đoạn này vào. Nghe nha, sự chú tâm nha. Giai đoạn 1 có 4 giai đoạn. Lộ trình tâm bắt tà đạo xảy ra theo 4 giai đoạn. Tức là gì? Tại sao con người tử tế thì ít, bạo lực thì nhiều? Bạo lực là gì? Là những người có lộ trình tâm xấu, lộ trình tâm không tốt. Theo 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên này, thấy và biết đối tượng. Thấy đối tượng phát sinh ra sự, khi chúng ta thấy đối tượng, chúng ta có suy nghĩ về đối tượng đấy, chúng ta có so sánh, chúng ta có nhận xét, chúng ta có phán xét về đối tượng đấy. Đây là thứ nhất. Thứ hai là cái biết khởi lên, ta hơn đối tượng đó. Chắc chắn luôn, so sánh ta hơn đối tượng đó, ta kém đối tượng đó, hay là ta ngang bằng với đối tượng đó. Phát sinh ra cái gì? Phát sinh ra cái thái độ khinh bỉ hay thái độ nhận xét, phán xét đối tượng đấy. Nhớ nha, đây là lộ trình mà chúng ta nên tránh. Và chúng ta thực hành kỹ năng chúng ta liên tục để tách khỏi cái thấy ra. Chúng ta chỉ thấy thôi, một cái thấy thuần túy, cái thấy không nhận xét, cái thấy không so sánh, cái thấy gì? Không phán xét, mà chỉ thấy thôi, thấy một cách bình yên, thấy một cách tĩnh lặng. Giống như lúc nãy chúng ta thấy video. Chỉ thấy con người đó thôi, chỉ nghe thấy âm thanh đó thôi, chỉ cảm nhận vị đó thôi, chúng ta không khen lên là ui, ngon quá. Và chúng ta tham đắm với cái đối tượng đấy. Gì nữa, chúng ta chỉ khởi lên thấy thôi. Ồ, đấy, thấy mẹ hôm nay đẹp này, thấy mẹ hôm nay hơi khó tính này, chỉ thấy thôi. Đúng không? Gì nữa, thầy bố hôm nay hơi khó tính. Cái biết khởi lên, à là do bố đi làm vất vả, là do mẹ đang thấy khó chịu trong người. Đó, đúng không? Và như vậy chúng ta tránh, chúng ta không có mâu thuẫn. Tiến trình số 2 này, chính trình thứ 2 này. Phát sinh ra thái độ với đối tượng. Thái độ là gì? Chúng ta tham với đối tượng, chúng ta tham thích đối tượng, chúng ta dính mắc đối tượng. Gì nữa, chúng ta sân, chúng ta tức giận, chúng ta khó chịu.
hay là C là chúng ta nhàm chán. Đọc lại video nha. Đọc lại cái bài tiến trình ba đọc nha. Đọc lại tiến trình ba đọc nha. Gì nữa? Tiến trình số 3 này. Đó là chúng ta phản ứng với đối tượng. Tức là gì? Chúng ta có ngôn ngữ. Chúng ta sử dụng cái ngôn từ. Chúng ta sử dụng cái hành động. Chúng ta sử dụng cái việc làm. Đúng hay tốt? Chúng ta khi mà chúng ta phản ứng với đối tượng. Theo tiến trình này, theo các bạn, phản ứng với đối tượng là tốt hay là xấu? Hay là tốt hay là thiện? Hay bất thiện? Nào gõ xuống chat cho cô Dung nào. Khi mà chúng ta dùng, khi mà chúng ta theo cái, khi mà một người hay là chúng ta này đi theo cái tiến trình này, thì giai đoạn 3 chúng ta sinh ra cái hành vi, lời nói, việc làm tốt hay là không tốt, thiện hay bất thiện. Hãy gõ xuống chat cho cô Dung xem nào. Chị ơi. Chị. À, chị cho cô biết à. Giai đoạn 3 này thì chúng ta tốt hay xấu? Khi mà một con người, khi mà chúng ta rơi vào giai đoạn số 3 này, là phát sinh ra lời nói, hành động, việc làm tốt hay xấu? Thiện hay bất thiện? Đúng rồi, không tốt, chính xác. Đây là lộ trình tâm bát tà đạo, đúng không? Xấu, đúng rồi, nhớ nha. Đấy, chúng ta bạo lực này, hay chúng ta thể hiện thái độ thôi, đúng không? Khi mà ví dụ này đơn giản lắm này, mẹ chúng ta mắng chúng ta. Đấy, thấy đối tượng. Ui, mẹ mắng mình rồi. Cái biết khởi lên, mình lại làm gì sai rồi, nên mẹ đáng mắng rồi. Sao mẹ khó tính thế? Nhận xét mẹ. Ủa sao hôm nay mẹ khó tính thế nhở? Sao hôm nay mẹ gây gớm thế nhở? Nhận xét mẹ, đúng không? Thái độ là gì? Ghét, sân, khó chịu, không muốn nghe thêm cái âm thanh mà mẹ nói ra như thế. Rồi nhịn nhiều quá thì phát sinh ra hành động hoặc thái độ. Thái độ là gì? Cái mặt thì làm sao? Lạnh tanh lại, không nói không rằng, im lặng. Mẹ nói thì kệ mẹ, mình vẫn kệ mẹ, kệ mình. Đó, thứ nhất là thái độ. Thứ hai là gì nữa? Có thể là gì? Lời nói, mình cãi lại. Lời nói là mình cãi lại. Hành động là gì? Mình đá thúng, đụng nia, đá cái gì đó, vứt cái gì đó, ném cái gì đó. Ai? Ai? Ai đang trong quá trình này? Hay là ai đã từng trong quá trình này? Gõ số 1. Ai? Đồng chí nào? Đã từng thôi. Đã từng rồi nha, chứ không phải là cô Dung bảo là đang nha. Nhưng mà chúng ta biết được cái tiến trình này chúng ta có lặp lại không? Ở năm bạn. Chúng ta biết tiến trình này chúng ta lặp lại những cái thái độ, những cái hành vi, lời nói như ngày xưa không? Chúng ta biết tiến trình này rồi chúng ta có làm lại không? Một bạn là không. Này em làm quá. Nhưng mà Khánh biết, đã biết, Khánh đã biết đến cái điều này này. Khánh biết đến cái điều này thì Khánh có lặp lại cái quá khứ không? Khánh có suy nghĩ về việc lặp lại cái quá khứ không? Lặp lại những cái điều mà chúng ta đã làm không? Những điều mà chúng ta đã làm chúng ta chưa biết cái tiến trình này ấy. Bây giờ thì biết rồi thì có làm không? Ừ, đúng rồi. Ừ. Một và em con vì nó được về tương giận. Ừ. Rồi, giai đoạn 4 này. Giai đoạn 4. Kết quả là cái trạng thái của chúng ta gặt hái được. Khổ. Có khổ không? Có khổ không? Có khổ không? Có khó chịu không? Khi đối tượng nào mà mình thích, mình ham vui về đối tượng đấy, thì chúng ta sinh ra để là gì? Là vui thích, chúng ta tham ở đối tượng đấy, đúng không? Nhưng mà khi là cái đối tượng là gì, sân hoặc si, thì chúng ta làm sao? Khó chịu, chúng ta khổ. Đúng rồi, là tiến trình thích chán ghét. Nhớ nha, đây là lộ trình tâm của một người bình thường mà chưa biết đến cái lộ trình tâm này, họ sẽ xảy ra bình thường như thế này. Chính vì thế giải thích được câu hỏi tại sao con người tử tế thì ít, bạo lực thì nhiều chưa? Hiểu câu hỏi này chưa? Và chúng mình giải thích được không? Là do tiến trình, đúng không ạ? Là do chiến tình thôi, là do chiến tình tâm, bát tà đạo xảy ra theo 4 giai đoạn. Thứ nhất là thấy biết đối tượng,
nhận xét, phán xét này, sinh ra mâu thuẫn này, rồi sân với họ này, si với họ này, tham với họ này, sinh ra thì bạo lực, lời nói mắng chửi, lời nói cãi lại, lời nói phản ứng lại, và sinh ra đánh nhau, cãi nhau, chửi nhau, đâm nhau, chém nhau, đúng không? Tiến trình của bạo lực đấy. Rồi gì nữa? Khổ. Có khổ không? Khi mà quá trình mà đó có khổ không? Có khổ không ạ? Có khổ, có khó chịu không? Có khó chịu. Và hậu quả nữa là gì? Là gì? Kết quả là gì nữa? Là đi tù này, bị đánh này, bị người khác ghét này. Đó. Đúng không? Đó, đấy là tiến trình mâu thuẫn nha. Rồi gì nữa? Nếu như mà tham. Nếu như mà tham thì làm sao? Vui thích về đối tượng. Vui thích về đối tượng. Giữ đối tượng đấy. Mãi mãi là của mình. Gì nữa? Đòi hỏi đối tượng đấy. Gì nữa? Làm mọi thứ để đạt được đối tượng đấy. Bất cứ điều gì. Chúng mình thấy tiến trình đó giống như kẻ cướp không? Có giống kẻ cướp không? Chúng mình có giống như kẻ cướp đó. Đó, tiến trình của kẻ cướp đấy. Lộ trình tâm của kẻ cướp đấy. Ok chưa? Lộ trình tâm của những kẻ ăn trộm. Hay là lộ trình tâm của những bạn ăn trộm. Ăn trộm là như vậy đấy. Ăn trộm thì sẽ là tham. Lộ trình tâm tham. Nhận xét, ôi, đẹp hay, ngon hay, giá trị hay. Rồi sinh ra tham. Rồi sinh ra vui thích về đối tượng. Và sinh ra hành vi là ăn trộm. Lộ trình tâm của kẻ ăn trộm. Ừ, đúng rồi, là vì họ sống với lộ trình tâm ba tà đạo. Thế thôi, ok chưa? Rồi, câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này giải thích được không? Câu hỏi này chúng mình giải thích được không ạ? Tại sao con người tử tế thì ít, bạo lực thì nhiều? Giải thích được không? À, bạo lực là gì? Bạo lực không chỉ là hành động mà là lời nói, là thái độ này. Đây, thái độ này. Thái độ là gì? Tham, sân, khó chịu. Hay là nhàm chán. Si là nhàm chán nha. Si là nhàm chán nha. Đó. Rồi cách xử lý. Vậy chúng ta xử lý lộ trình tâm này như thế nào? Và chắc chắn luôn chúng ta có cái điều này. Các bạn có cái lộ trình tâm này không? Câu hỏi thật, chúng mình có lộ trình tâm này không? Chắc chắn là có đúng không? Không có ai thoát khỏi cái lộ trình tâm này. Bởi vì nó là nguyên lý rồi. Chúng ta có nhưng mà chúng ta biết không? Chúng ta biết đến lộ trình tâm này chưa? Biết đến lộ trình tâm này, chúng ta theo dõi được lộ trình tâm này không? Chúng ta theo dõi lộ trình tâm này và chúng ta làm sao? Thay đổi cái gì? Cái gì là gốc? Hãy, cái gì là gốc nhỉ? Gõ xuống ô chat và mở mic nói cô Dung nào. Nhanh nào, chúng mình kết thúc phòng học. Cái gì nhỉ? Cái gì là gốc nhỉ? Giai đoạn 1 đúng không? Giai đoạn 1 đúng không ạ? Cái thấy và cái biết. Khi chúng ta thay đổi cái này, thì số 2 có phát sinh không? Thì số 3 xuất hiện không? Số 4 xuất hiện không? Hay không? Hay không? Vậy thì chúng ta công việc của chúng ta chỉ giải quyết cái này thôi đúng không? Chỉ giải quyết cái ông số 1 thôi đúng không ạ? À, giai đoạn 1 chỉ giải quyết cái giai đoạn 1 thôi là chúng ta có thể là không cần mấy cái giai đoạn này. Mấy giai đoạn này là đi mất luôn, biến mất luôn. Vậy thì làm thế nào để giải quyết? Làm thế nào để khẳng định để chúng ta làm được giai đoạn 1? Thấy và biết đúng không? Rèn luyện gì? Kỹ năng chú tâm liên tục. Bằng cách là gì? Nhớ đến tích cực chú tâm. Thấy cảm giác răng lưỡi. Đồng thời khởi lên. Thấy khi làm mọi việc. Hết. Rồi. Đây. Nhiệm vụ chúng ta nhá. Kỹ năng chú tâm liên tục. Rèn luyện trí nhớ bằng 2 bước. 1. Bước 1 là nhớ đến ngậm chặt răng lưỡi. Bước 2 khởi lên từ thấy trong đầu khi làm mọi việc. Khi nhìn thấy đối tượng chúng ta khởi lên thấy. Khi nghe thấy âm thanh mà chúng ta cảm thấy là khó chịu, làm cho chúng ta bị tổn thương, chúng ta khởi lên thấy. Hãy thực hành. Phương pháp này không phải để lý luận, phương pháp này là để thực hành. Và đã thực hành thì sẽ có kết quả, đúng không? Nếu như không ai thực hành có kết quả không? Chắc chắn không. Không thực hành sẽ không có kết quả. Thực hành mới có kết quả. Không phải để nói chuyện, không phải để lý luận, không phải để cãi nhau. Nhớ nha. Kết quả là gì? Kết quả là chúng ta có vun bồi ba gốc. Đúng không? Ba gốc điều trị cái ông bà độc. Đấy, thực hành xem phim chủ tông lúc nãy chúng ta thực hành rồi.
Và kỹ năng chú tâm liên tục này sẽ là cái nền tảng để chúng ta phát sinh ra ba gốc, phát sinh ra sự trí tuệ, phát sinh ra sự nghị lực và phát sinh ra đạo đức. Rồi, điều cuối cùng mà cô Dung muốn nhắn gửi chúng mình. Rồi, đố các bạn biết cái cây thì cái gì quan trọng nhất? Mở mic nói nào. Nhanh nào. Cái quả rễ. 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 Cái rễ. Cái rễ. Cái hạt giống. Hạt giống là tương lai. Hạt giống là tương lai của một cái cây khác. Đúng không? Cái gì quan trọng nhất của một cái cây? Có cái gốc. Không có cái gốc làm sao có hạt giống. Đúng không? Là cái rễ, đúng không ạ? À, cái rễ nha. Nhìn này, cô Dung phân tích kỹ lắm. Đây này, chúng mình, cô Dung dạy chúng mình cách phân tích tác phẩm nữa đấy. Cái này mà chúng mình học được tư duy này, chúng mình làm văn cực hay luôn. Làm văn cực điểm cao luôn. Nhìn này, cái gì quan trọng nhất trong một bài văn? À, hay không? Gợi ý thôi. Ờ, cái gì quan trọng nhất của một cái cây? Đó là cái rễ. Cái thân có quan trọng không? Có quan trọng. Cái lá quan trọng không? Có quan trọng. Quả quan trọng không? Quả quan trọng. Duy trì sự nòi giống, đúng không? Cành quan trọng không? Quan trọng. Nhưng đất quan trọng không? Quan trọng, đúng không? Nhưng rễ, gốc rễ, nó là cái quan trọng bậc nhất của một cái cây. Khi có rễ rồi và rễ tiếp xúc với môi trường bên ngoài là đất, là gió, là không khí, là nước. Vậy thì chúng ta này, các bạn có học môi trường tam bảo chưa? Môi trường tam bảo của chúng ta đó là gì? Giống như cái cây vậy, chúng ta phải có ba gốc, chúng ta phải có kỹ năng chủ tâm liên tục. Đó là gốc rễ. Và chúng ta sống trong môi trường tam bảo. Chúng ta sống với thầy sách, bạn, thầy hiền trí, sách tinh hoa và nhóm bạn tốt. Đó là môi trường đất của chúng ta. Khi mà chúng ta có gốc rễ rồi, chúng ta có phát sinh được không? Có sinh trưởng được không? Chắc chắn là có, đúng không ạ? Rồi, chúng ta có kết quả, đúng không ạ? Và khi, này, cô Dung hỏi này, đối với các bạn này, chúng ta chủ yếu rèn luyện ba, rèn luyện gốc, rèn luyện xây dựng môi trường tam bảo, chúng ta có suy nghĩ gì đến với việc là xây dựng quả không? Này, hỏi các bạn, chúng ta có suy nghĩ gì đến với xây dựng quả không? Nhờ, có bạn không? Nhưng mà chúng ta phải vun bồi gốc trước, gốc vững chãi, gốc chắc chắn thì quả mới phát triển được. Và cái quả này chúng ta sẽ gặt hái được. Nó là điều hiển nhiên. Ủa là sao? Gốc như thế nào thì quả như thế đấy. Nhớ nha. Hiểu biết như thế nào thì sẽ sống như thế đấy. Hiểu biết là gốc, sống là gì? Quả là cành, là ngọn. Nhớ nha. Rồi, tiếp này. Thấy và biết là gì? Là gì ạ? Giai đoạn 1 đó, giai đoạn 1 thấy và biết là gì nhỉ? Mới mình nói nào. Đúng rồi, là dễ. Rồi, thực hành dễ là gì? Thực hành dễ là như thế nào? Rèn luyện trí nhớ bằng 2 bước. Bước 1, nhớ đến ngậm chặt răng lưỡi. Bước 2, khởi lên thấy trong đầu. Khi làm mọi việc, khi đi chơi, khi đi, khi đứng, khi ăn, khi lao động và khi học tập. Nhớ nha, khởi lên thấy, để lộ chính tâm bát tà đạo không? Diễn trình ra. Nhớ, giai đoạn 1 chúng ta ngăn chặn luôn ở cái kỹ năng này. Cái thấy, trong thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, cảm nhận chỉ là cảm nhận, không nhận xét, không đánh giá, không phán xét. Độc lập, không ràng buộc với các đối tượng. Nhớ nha, độc lập, không ràng buộc với các đối tượng, không sân với đối tượng, không tham với đối tượng, không si với đối tượng, không nhàm chán với đối tượng đấy. Gì nữa, không thái độ với đối tượng. Nhớ nha, nhớ điều này cực kỳ quan trọng nha. Rồi, tiếp này, kết quả của chúng ta là gì? Thứ nhất, trạng thái vui vẻ, tích cực, thoải mái. Đúng không? Quả là thực hành được rồi đúng không? Chúng mình hình thành được kết quả này chưa?
chúng mình đã thực hành và có kết quả này chưa? Gật đầu hoặc lắc đầu tôi có Dung thấy nào. Quyền đã thực hành và có kết quả này chưa? Dạ. Đấy. Thứ nhất là chúng ta có kết quả được rồi đúng không ạ? Bạn nào cũng nhận biết được kết quả này rồi. Kết quả thứ hai là gì? Công việc hiệu quả, học tập tốt hơn không? Chúng ta thấy học tập trung tập trung hơn không? Công việc của chúng ta hoàn thiện tốt hơn không? Nếu như mà chúng ta chưa thì chúng ta cùng quay lại để chúng ta rèn luyện cái thấy và cái biết nha. Rồi, chúng ta giảm thiểu 80% suy nghĩ linh tinh, mệt mỏi, lười biếng. Đó là kết quả của chúng ta gặt hái được. Và cái gì nữa? Chúng ta trở thành con người tử tế. Chúng ta trở thành con người tốt đẹp, con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan, bác Hồ. Gì nữa? Đi ra chúng ta trở thành tốt này. Ai cũng mong cầu một cuộc sống tốt đẹp, ai cũng mong cầu một cuộc sống hạnh phúc, ai cũng mong cầu một gia đình hạnh phúc. Những điều tốt đẹp nhất cho mình và cho gia đình, đúng không? Cho những người mà mình yêu quý. Và ai cũng mong muốn được giúp đỡ người khác, đúng không ạ? Giúp đỡ người khác gặp khó khăn, ai cũng mong cầu điều đấy, ai cũng muốn điều đấy, đúng không? Và ai cũng mong muốn một cuộc sống là tự do, bình đẳng, hạnh phúc. Nhưng không biết tới lộ trình tâm bát tà đạo, nhưng không biết tới cái thấy và cái biết, không biết tới kỹ năng chú tâm liên tục, thì liệu rằng họ có đạt được cái kết quả, họ có đạt được cái kết quả như thế này không? Họ có đạt được kết quả này không? Mở mic nói cho cô Dung nào. Không ạ. Đúng rồi, là không. Không có đạt thể kết quả được. Bởi vì sao? Bởi vì có gốc đâu mà có kết quả. Cái gốc là gì? Cái gốc là đầy tham, đầy sân, đầy si, đầy bát độc. Thì có kết quả được không? Có kết quả đẹp như này được không? Chắc chắn là không. Đúng không ạ? Nhớ nha. Rồi, đây là thông điệp cuối cùng mà cô Dung gửi gắm cho chúng mình. Đấy. Và lời nhớ này, bài tập về nhà của chúng mình này. Để cô Dung kết thúc slide, cô Dung sẽ giao bài tập về nhà nhá. Bài tập về nhà của chúng mình này. Nhớ nha, tối qua cô Dung mới đi. Hôm qua cô Dung là mới được xem của thầy. Ok, bài tập về nhà này. Quả xanh, ghi chép lại nội dung của bài học buổi sáng nay với một kỹ năng chú tâm liên tục tập trung. Và... bằng kỹ năng chú tâm liên tục. Đấy. Với hai bước. Hai bước thực hành. Nhớ nha, là gì? Nhớ đến ngậm chặt răng lưỡi và khởi lên thầy thấy. À, và ghi lại kết quả của mình nhá. Bước 2. Bài 2. Rồi Nhật Minh đi trước nha. Bài 2. Bài 2 là gì ta? Bài 2 đó là ngồi xem phim với trạng thái với kỹ năng chú tâm liên tục. Đó, ngồi xem phim nhá. Mà phim cô Dung gửi nhá, cô Dung sẽ gửi phim cho chúng mình xem nhá. Đấy. Ok, hiểu bài 2 chưa? Bài 3 này. Bài 3 là ghi lại kết quả của bài 2 thôi. Quả đỏ là ghi lại kết quả thực hành của bài 2. Rồi cho cô Dung hỏi, hôm qua bao nhiêu bạn thực hành? Bài tập thực hành ngày hôm qua. Hôm qua bạn nào chưa làm bài tập gõ số 2? À, gõ số 0 nào.
Hôm qua bạn nào chưa làm bài tập gõ số 0? Chí chưa làm, Minh Tân chưa làm, Đăng Khánh chưa làm, Quang Vinh chưa làm, Hay chưa làm. Buồn quá. Hôm nay làm 2 bài tập nhá. Bài tập hôm qua này và bài tập hôm nay. Bài tập hôm qua là gì? Phải không nhỉ? À đây đây trước đây. Bài tập hôm qua là gì? Đi với quãng đường dài 3 km với việc là gì? Chú tâm liên tục. Và bài tập hôm nay là gì? Là ngồi xem phim với kỹ năng chú tâm liên tục mà phim cô Dung sẽ gửi cho bằng việc là gì? Nhớ đến ngậm chặt răng lưỡi, duy trì cảm giác răng lưỡi trong quá trình xem. Bước 2 là gì? Bước 2 là gì? Trong đầu khởi lên thấy thấy hết. Ok. Nhá, làm 2 bị bệnh nhá. Làm 2 bài tập nhá. Ừ, con bị bệnh. Vinh có thể là xem làm bài 2, bài 1 thì Vinh đi trong nhà nhá. À ừ nhỉ. Bài 2 là hôm qua học về món Nhật nhỉ. Ừ. Nhưng bạn nào mà chưa làm cái bài tập này phải làm cho cô nhá. Bài tập này này, đi về quãng đường này, làm nhá. Vinh mà ốm thì đi trong nhà giúp cô. Nhá, Vinh nằm, Vinh mà ốm thì đi trong nhà giúp cô. Đi cầu thang lên, cầu thang xuống 3 vòng chẳng hạn. Đó, đi trong phải thực hành nhá, phải thực hành thì mới tốt được. Ok. Rồi bài tập về nhà như này nhá. Rồi. Buổi học đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các bạn. Và chúng ta hãy trân trọng những cái buổi học này nhá. Trân trọng những cái buổi học này để chúng ta có kết quả tốt nhất. Chúng ta có chuẩn bị thật vững vàng cho cái hành trình sắp tới, năm học tới. Chúng ta học tập và là rèn luyện.